Xin kính chào tất cả quý cô bác cùng tất cả anh chị đã quay trở lại với kênh Tuyên Hà Giang. Kính chúc cả mọi người xem video vui vẻ, hạnh phúc và gặp thật nhiều may mắn. Vâng, ngày hôm nay thì như các cô chú thấy thì thời tiết khá là đẹp và bà con Hồ Chia chúng ta thì cũng đang vào cái giai đoạn là sát bột đá. Thì ngày hôm nay thì em Tuyên và em Thề sẽ tranh thủ trong cái lúc bà con đang sát bột đá thì sẽ đi tìm lợn. Thì thú thực với các cô chú là cái món quà này của anh Thảo tặng thì nó cũng phải được hơn 2 tuần, 3 tuần rồi. Đúng rồi. Gần 1 tháng rồi các cô chú ạ. Nhưng mà em Tuyên thật là sự là có lỗi với anh Thảo vì là chưa thể tìm được con lợn để thực hiện cái món quà này. Và anh Thảo thì cũng đã có ý định với em Tuyên bảo là mua lợn đợt này khó thế thì chúng ta có thể chuyển ra mua gà không. Nhưng mà em Tuyên cũng có tham mưu với anh Thảo là thực ra với anh thì mỗi gia đình mà tặng một gà thì ăn nó nhanh hết lắm. Một con gà tầm 2 cân đi, 150 một cân, 2 cân là 300.000. Đúng rồi. Thì 23 nhà, mỗi nhà được một con gà thì nó phải là 2 nhân 3 là 6, hơn 6 triệu, gần 7 triệu, cũng 7 triệu tiền gà. Nhưng mà mỗi gia đình một con gà thì nó không vui. Đúng rồi. Mà ăn một tí nó hết luôn. Vâng. Đúng không? Nó không bằng thịt lợn được. Nên là anh Thảo bảo thôi cố gắng thì cố gắng tìm lợn đi. Em Thề với em Tuyên thì nói chung là Thề hỏi điện hết rồi, hỏi rất nhiều rồi, nhưng mà ngày hôm nay sẽ đi trực tiếp vào gia đình để chúng ta là nhà người ta có, chúng ta thương thảo xem người ta có để cho mình không. Anh nghĩ là chúng ta vào trực tiếp ấy, gẫm người ta bán thì lại dễ hơn. Đúng rồi. Đấy, nên là ngày hôm nay tranh thủ đi mua. Thì cũng rất là cảm ơn anh Thảo thì chúng ta có cái món quà này, nhưng mà cũng thực sự một lần nữa xin lỗi anh vì cái món quà chúng ta là cũng lâu chưa thực hiện được, nên là cũng mong anh thông cảm cho. Bây giờ thì trong cái giai đoạn sắp bổ đá này thì em Tuyên và em Thế tiếp tục đi tìm lợn để có bà con thôn để chia chúng ta một ngày gần nhất đây chúng ta có những miếng thịt thật ngon để chúng bà con trong một cái giai đoạn làm đường thì bà con sẽ nghỉ ngơi và bà con có những cái miếng thịt lợn ăn thật là ngon nhá. Bây giờ em Tuyên xin mời tất cả các cô chú anh chị hãy theo chân em Tuyên em Thề để đi vào thôn Mèo Qua để chúng ta đi tiếp tục tìm lợn nhá mọi người nhá. Em Tuyên xin mời. Bây giờ thì em Tuyên và em Thề ra cái nhà mà đằng trước ở nhà của anh trai của xã ấy, chỗ mà mua dê ấy, anh thấy là anh đấy là có nhiều lợn lắm. Mình ra mình gạ anh đấy bán xem nào. Mà trong thôn này đứa trước mình cũng mua 1-2 con lợn đứa trước mổ Tết ở đây đấy. Biết đâu lại gặp may đây. Này, các cháu nhỏ đây. Người ta đi làm rồi á? Đấy, rất thử hỏi xem. Ở cái nhà con chúa em muốn đây cô chú xem này, dọc đường này toàn là hoa bạc hà luôn, nên là trên này bà con nuôi ong vào cái mùa này rất là thuận lợi. Em Tuyên sẽ cố gắng năm sau dạy Thề nuôi ong đi, để Thề kiếm một cái gì đó Thề ạ. Cố gắng là anh sẽ đầu tư ong, em sẽ là người trông ong và bao giờ anh em mình quay ong và cùng nhau bán. Vâng, chào chú. Thề hỏi là có lợn bán không đấy, củi cây lanh này già hết rồi này. Bạc hà bát ngàn bạc hà luôn các cô chú ạ. Chỗ này nuôi ong quá tuyệt vời luôn. Quá nhiều luôn thầy ạ. Chỗ này nuôi ong tuyệt vời luôn đấy. Đây này. Quá nhiều luôn. Đây này thầy. Đây là nhà anh này của anh trai của xã ấy. Đúng rồi anh. Lần trước vào là có nhiều lợn lắm. Lại vào gạ gẫm anh đấy xem nào. Con gì? Không có ai nhà. Hả? Muốn gì à? Đi đi vào đi. Mình có lợn nhà. Muốn gì à? Cái gì? Ôi dồi ôi. Mình tu đã ăn nó mỏ à? Mình tu? Mình xài nó mỏ à? Các cô chú xem này. Đây cơm này. Cơm trắng với rau này này. Đấy, nhưng mà nhà anh này có kinh tế nữa nhá.
Ui, gà kìa. Gà đẹp thế. Sao sao thế sao? Không, lợn con không mua. Đây đây xem nào. Nhà này lợn to mà. Có chó không nhỉ? Có tú đê không mì tú? À không có, không có này. Đây nhanh đầy lợn luôn đây thế. Thấy không? Mưa rồi, mưa hơi bẩn. Ủa ngan này. Ôi giời ơi, nhà này nuôi. Đây này, lợn đây này thế, đây này. Thế. Đây này. Lợn, lợn cái à? Đây này, bên này lợn 1 2 3 4. Lợn để làm giống này. Con này hơi bé nhỉ? Con này này. Con được bé quá. Đây này. Thế này lợn cái hết á? Lợn cái ăn không không ngon, nó hôi. Có nhiều con ấy thì được chứ có nhiều con là hôi ấy. Chỗ này hơi bẩn lắm chứ không xuống được. Thôi đi, đi xuống nhà vừa hỏi ấy. Ngan này có mấy con ngan này, ngon thế nhỉ? Ngan này ăn thì ngon đấy. Bố mẹ lại không có nhà. Thầy đang hỏi đây. Cảm ơn Mitu nhá. Cảm ơn Mì Xài nhá. Ôi chết rồi. Thế thế. Kiểm tra anh cái ba lô của anh còn cái gì, kẹo không? Kẹo hay cái gì không cho em nhỏ, em đấy chỉ cho mình. Đấy, em còn kẹo không? Anh sợ không biết còn kẹo hay còn bánh không? Đấy cho em đấy. À, hai em đấy chỉ cho mình mà mình không có quà, có lỗi quá. Ờ cho hết đi, cho đi, cho đi. Cho đi. Mày ơi. Mày. Mày lấy chỗ nào đi không? Đội này ba lô quên không mang bánh mang kẹo. Mày. Mày ơi. Mày sao? Biết thôi nhưng dạ. Nha. Xin cảm ơn nhá. Đã chỉ lợn cho mình. Đi. Nhà nào. Lúc trên này là mày. Lúc đi à? Đấy, có hy vọng rồi đấy. Để xe, để xe đây này. Thế. Cái này mua rồi. Cho lo này. Sao? Để xe gọn vào không người ta đi đâm đổ sao? Để xe đây này. Số. Xe thì mới mà để không cẩn thận là hỏng đấy. Ra chân trống lên không mắc vào đá là đổ bây giờ. Ê, lại phải đi. Trẻ con trên này chơi bằng lốp này các cô chú này. Để gọn vào người ta đi lại không thì đâm vào này. Ok. Ôi. Đấy, như thế được rồi. Biển số các cô chú nhá. 13513. Đấy. Xe thể. Em Tuyên là cứ đi xe ké, xe thể đang mới đi thích lắm. Xe mới thì rất là ngon. Ngon. Đi an toàn đúng không? Đúng rồi. Vì đợt trước anh nhớ là vào cái đợt hôm mua dê cho nhà xá ấy. Thì bảo là nhà anh này nhiều lợn thế. Đúng rồi. Thế toàn lợn cái để làm giống. Xem đây nhà anh chị đấy có không. Vào gạ. Nên mấy chị chào. Có người ở nhà. Gà bản đây. Mà cua là nè, khó đó nè. Hả? Thì mua sợi chạy chết cô gì? Ủa chị ở túi đây nha, cẩn thận nha. Cứ là bảo có thì mà bà bảo có cái thì phải chuyện máy thôi.
Có đi có xe không? Bé thế? Ừ. Không có con to à? Không có. Thế trong này có nhà nào có không? Trong này ạ, cái nhà này nhá. À nhà đấy thì? Đúng rồi. Con meme đấy à? Ừ, cái này nhỏ. Ôi, nhỏ thì mình không đủ được. Đúng rồi. 6-70 cân nữa. Đúng rồi. Thế là khó ấy. Thế là hết à? Hết rồi. Mình đi đâm xuống bên dưới kia xem là có nhà nào không? Đi dưới này. Ừ. Mình cứ đi hỏi từng nhà một đấy. Kết hợp cả điện thoại cho mình đấy chứ, mình hỏi hỏi này biết đâu có nhà người ta bán này. Được. Kiểu gần Tết này người ta cũng để dành Tết nữa cơ. Đây. Rau của bà con này. Đây bà con trồng được bắp cải nhưng chưa ra hoa. Rau cải. Mình vừa đi mình vừa hỏi xong biết đâu người ta lại có người người ta lại bảo ơ đợi tìm lợn người ta bán ấy. Như cái hôm anh em mình đi ở chợ ấy, người ta lại thích thích người ta lại bán này. Xuống dưới này có mấy nhà này, đi hỏi này. Cứ long quang hỏi mua gần như này tốt. Đâu đấy? Đấy đấy. Đây đấy. Đấy. Lợn to này đi vào hỏi đi. Anh thấy tiếng lợn to. Đi hỏi đi. Có nó đang kêu ăn đấy. Em thấy không? Đây nhà này, đây nhà này. Này. Đi đi vào hỏi xem. Anh thấy tiếng lợn kêu to lắm. Biết đâu người ta. Không anh. Thế chưa? Hả? Em chào anh, chào chị nhá. Nhà anh có không? Bên, đây này. Em thấy bên này có nhà anh nhỉ? Đây này, lợn đang kêu này. Anh thấy đang kêu đấy. Đây này, chính cái chuồng này thế. Chính cái chuồng này này. Sao sao? Hai con à, trên này thì có lợn. Hai con. Đấy. Trên này này anh vừa thấy kêu này này. Lợn đói này. Kêu là phải vào ngay. Thế là hay có hai con gì vậy? Mà có một cái chắc là ký rồi. Xem nào, đi. Cái này à. Đấy thấy không? Mình vào nhà người ta phải hỏi tận nơi cơ. Đây này, cái nhà này anh có lợn to. Lợn to nó mới kêu thế. Đúng rồi. Kêu nó đói ấy. Nhà này con cái chứ. Con cái á? Cái rồi. Không có được à? Cái thực ra có nhiều con cái cũng ngon mà. Có nhiều con không bị hoi đâu. Tùy con thôi, may rủi mình sờ vào lợn ấy. Người ta thợ lợn người ta biết đấy. Thế bố. Thế mấy chỗ? Đây này. Thiếu bò. Hình như có ai vừa gọi mình đấy. Cái là bò. Vừa ai gọi thề ơi hay sao ấy? Không phải. Có. Cái là bảo hay, nhà này cũng có ở nhà. Không có nhà? Có. Có vừa gọi mình sao thế ơi ấy. Hay là gọi biết mình đi tìm lợn hay gọi mình về. Ê, à, chị ơi. Vừa gọi mà, anh thấy gọi thế ơi mà. Không phải à? Không phải. Ôi. Căng nhỉ, trên kia còn nhà không? Có. Đi lên chưa đoạn mèo qua kia một tí nữa. Đây thầy đang gọi điện xem nào. Hỏi hết khu này rồi mọi người. Có con bé. Lui rồi. Trong mấy nhà này hỏi là không có.
이거 많이 니네 허. 아? 그래 봐, 그게 말 매. 오케이, 니 봐, 쌤. 니, 니. 그거, 니, 저러, 코바이. 저러, 코바이, 그? 응. 에이, 자자, 코바이, 저 왜요? 뭐, 나, 그? Khâu vai thì bây giờ mình làm sao đi sang được, đúng không? Đi đường vòng kia mà mất 3 tiếng, 2 tiếng. Đúng rồi. Ok. Ờ, cứ biết thế đó. Cứ hỏi được. Ok. Mà ít chết sao mà chứ. Ủa, đâu? Ít chết sao mà lúc chai nữa. Lúc chai mà, lúc chai mà. Ừ. Ủa, hồi nãy hồi đúng không? Ờ. Có gì? Có các bảo chất là gọi để trong chủ nhân. À gọi là bây giờ người ta gọi là buôn ấy thì người ta hỏi chủ nhà xong rồi mới bảo mình gì. Vâng vâng. Thôi bây giờ lên chỗ đoạn nhà sự ấy. Vâng. Trong chỗ nhà chú mà mình hay mua ấy, nên hỏi nốt lần nữa xem nào. Vâng. Hiện tại trên kênh Tuyền Hà Giang đang bày bán những sản phẩm đặc sản của vùng cao nguyên đá, và phía trước mặt tất cả của cô chú đây thì chúng ta có những giọt mật ong hoa bạc hà. Mật ong hoa bạc hà thì nó có màu vàng chanh, những giọt mật rất là sáng và bóng. Và phía bên cạnh đây thì chúng ta có những giọt mật ong hoa xuyến chi. Mật ong hoa xuyến chi thì nó có màu vàng đậm hơn, nó sẽ thấm hơn các cô chú ạ. Thì hai loại mật ong hoa bạc hà và mật ong hoa xuyến chi thì các cô chú nhìn sẽ phân biệt rõ đâu là mật ong hoa bạc hà và đâu là mật ong hoa xuyến chi. Và phía sau đây thì em Tuyên có một chút là những gói hoa đu đủ được khô. Những hoa đu đủ này thì chúng ta được phơi tự nhiên để nó giữ nguyên cái công dụng tốt nhất cho các cô chú ạ. Và phía đằng sau những giọt mật ong hoa xuyến chi thì em Tuyên có những gói hoa tam thất khô, những nụ hoa tam thất rất là tròn đẹp của cô chú ạ. Và phía bên trên này thì em Tuyên có một chút là mật ong hoa bạc hà, em Tuyên đã ngâm sẵn với những nụ hoa đu đủ khô, chúng ta chỉ việc sử dụng thôi các cô chú. Và bên cạnh này thì em Tuyên còn một chút là bột tam thất khô. Bột tam thất thì em Tuyên có dạng bột và dạng củ, rất tiện cho các cô chú sử dụng. Ai có nhu cầu sử dụng loại củ hay loại bột hãy liên hệ với em Tuyên nha. Và ngoài ra thì em Tuyên còn một chút là những thứ măng khô đặc sản của vùng cao nguyên đá Hà Giang. Những thứ măng này được phơi những ánh nắng tự nhiên và chúng ta còn giữ được nguyên cái đặc trưng vị ngon của những thứ măng nhé. Và đây chúng ta xem này, có những phấn này vẫn còn vàng, rất là vàng. Bên cạnh đây chính là những củ tam thất, đây chính là gian hàng nho nhỏ của em Tuyên Hà Giang. Ngoài ra em Tuyên còn có những sản phẩm như thịt trâu khô, thịt bò khô, thịt lạp sườn, thịt lợn đen treo gác bếp, rất nhiều đặc sản vùng cao nguyên đá trên Hà Giang này. Ai có nhu cầu hãy ủng hộ với em Tuyên nha. Em Tuyên xin cảm ơn tất cả mọi người ạ. Đây này, anh nghĩ là mình có duyên với cái nhà chú dưới này này. Vì mấy năm là mình toàn hỏi nhà chú đấy này. Nhưng mà mua được năm đầu tiên kìa. Năm đầu tiên chẳng mua ở nhà chú này một con. Đúng rồi. Năm đầu tiên mua cái nhà ở chỗ này. Ờ đấy. Có năm thì bé quá, xong chú lại đòi đắt quá. Ừ. Thề phải vừa đi vừa gọi luôn. Hỏi liên tục hỏi. Rất nhiều chỗ đấy. Đó rồi, em của anh mua thì mua quá. Các trẻ con. Chỗ này có những nhà to thế nhỉ? Đứa này chứ. Đứa này nhà chủ đấy ở kia. Tìm ở những khu này mà được thì nó gần hơn thôn, đỡ hơn. Xa quá bà con đi lại rất là khó. Xa này, chở phải thôi thế. Nhưng mà chờ này sao? Đấy, bàn đúng không? Nó trồng nỉa nhá. Vâng. Nỉa đang để cái rong kia cho lợn đấy. Con này á? Có chó nào ấy? À, có tu đấy à? Con này hơi bé luôn. Có chó xích rồi luôn. Con này hơi bé. Con này tầm 50 cân, hơn 50 cân thôi.
Con này tầm 50 cân rồi. Đúng rồi. Úi giò mà. Bà bảo sao? Ờ, thế là bà bảo thì hôm mấy hết chưa nè đâu? Khác thì lúc nãy em bố chế thì không nói bàm vào chơi ấy. À, hôm có nghĩa là đợt bố mất ấy, không nói để bà vào gì. Đúng rồi. Không hỏi bà vào. Người quen à? Đúng rồi. Này, có nhà chú này có không? Cái là bỏ không có rồi. Không có nhà? Ở đây không có hết rồi. Hết à? Thế nhà con lợn này chú bà bán bao nhiêu? Thế là mà tụi nhiên nhé mà mua. Nhé mà chứ mua. Cái bảo mà co đi làm chung... Chưa về nên chưa biết à? Chưa biết được. Có cái nhà chú này này, đợt trước mình hay hỏi nhà chú này này. Có nhà người ở nhà mà thế? Có mà chả biết có lợi không ấy. Đấy thì vào hỏi. Đợt trước chú đây hay nuôi lắm. Đâu mà chả chứ mèo. Chú đây hay nuôi lắm. Nhưng chả. À, chú mình đừng bộ mùa. Vâng, xin chào chú. Nghe chín mua à? À? Chín mua à? Chín mua à? Chú không bán á? Không có rồi à? Đợt trước chú hay nuôi lắm, bây giờ chú không nuôi nữa à? Bây giờ chú không nuôi nữa. Đúng rồi. À, vâng, tôi xin chào chú nhá. À, vâng. Chết xe rồi nè, chị nhờ. Vâng. Tôi sợ chết chết luôn à. Đúng rồi. Tôi sợ chết hầu dính chết luôn à. Vâng. Vâng. Chú đang đợi bà Hầu Dinh là vào hút thuốc đấy hả? Đúng rồi. Hút thuốc lào đấy các cô chú ạ. Đây chỉ có mời nhau hút thuốc lào với uống nước thôi, không có gì nhiều đâu. Tình cảm là nhiều. Nhà to nhá. Các cô chú xem này. To dã man luôn đấy. Cái đây này, cái chưa người ta cũng nuôi lợn hay sao kìa, cái chuồng kìa. Dã man đấy. Bà có bao giờ mới có tiền để xây được cái nhà như này các cô chú. Ôi, leo đoạn dốc mệt quá nhưng mà nhìn cái nhà lại thích. Thế là em khắp là gọi điện cho ông của căn tao không vay thì bảo em cho đình một kinh 70 thì bà chủ nhà thì bảo không cho lấy kênh này 70 thì không cho lấy kênh. Thì bây giờ bán thì từ lấy 8 triệu. Ôi giời. Mua vo kiểu 70 nghìn một cân nên sao lại không cho nó cân? Rồi, ôi giời, thế chết. Cao quá. Cao quá. Đúng rồi. Thế thì bà chủ làm ăn này chết. Kìa. Kìa con lợn. Chưa. Vâng, chào chú. Chào chú. Ông mua mua vừa. Cho là tiền trâu trò thế. À, chú có à chú? Không có. Chú không có. Mà mua mua trở trước của gì? Em từ đêm đây thấy con lợn kìa. À? Nên không biết là nhà có một con đấy, không biết bán không? Anh lấy được bao nhiêu cân? Chú có các loại 7 hoặc 80 cân, to cho bà con ăn đấy.
70 hoặc 80 được hết. Cái là anh thế bảo thì anh có lấy lẩy 7 triệu không? 7 triệu thì bao cân? Chú bán vò à? Mấy à thì... Chú bán vò à? Chú không bán cân à? Ý tù mua tò xe chỗ đây à? Hôm nào nè. Hôm nào chết nè. Mua ít bổ nữa. Mà ốc bổ mua xe chết hả nè? Hả chết á? Ý chết ạ. Chứ xe chó không? Chị. Xe chó. Xe chó tả nó xóa lúc bây giờ thôi. Mà này thì như ý là lưu. Cái lưu thế hả? Ừ. Như lưu được lại nó chung bỏ ra thế chứ. Nó đi vư. Ừ. Thì mới chết xe chó mà. Xe chó mà xe chó. Ừ. Xe chó. Ờ là không thử cái chí à. Sạp lâu mới xử chú. Sạp lâu thôi là. Sạp lâu nó lấy xử chú. Sạp lâu là hủ. Sạp lâu mà nhớ là bị bắt tay. Hả? Tay à? Tay mà sạp lâu là. Mỗi cái tốn lỗ này. Ủa sạp lâu là hủ là chứ chú. Sạp lâu là nhớ. Chứ có hai hải lâu là. Học bán gì chứ thấp hay là. Ờ. Học bán gì thấp hay là. Ờ. Tay dễ dùng xử đấy. Mà dễ dùng. Nó là bảo cho lấy kênh gì một kênh 7 tướng. Đây đây xuống xem lại. Đây. Chịu chưa. Miễn là có sao này. Bán lại 74 nghìn một cân. Các nhà ai đây có lợn này. Thế ạ. Nhiều đấy, khéo là con đấy đấy. Nhà của bà con đây. Anh chào anh nhá. Vâng, anh có lợn không cho em xem với. Đây, chỗ này là chính tỏ nhà chú này là hay mổ lợn này. Cái này là cái kê lên để chọc tiết lợn đây này. À. Nhìn nó biết ngay. Con mái này mái đen à? Ngon đấy, gà ngon đấy, đấy gà bản đấy, củ cây. Vâng vâng anh. Nhà chú rộng quá nhỉ? Wow. Như lở vậy. Ui ui. Lạc vào chỗ nhiều lợn với ngàn da rụa tù cây nhiều thế. Này nó mỏ thì thoải mái. Nhà này nhiều quá. Ngạc nhiên luôn các cô chú ạ. Này lợn con này. Ngan này. Gà này. Chuồng còn đang làm thêm này. Vâng. Nhìn thấy lợn thích quá. Từ từ. À con này à. Con này khoảng bao nhiêu cân đây? Ôi, giờ lận, giờ lận. Này nó ngã xuống đi. Được, con này thì được, thế con nhỉ không? Con này được. Đủ ăn không? Thoải mái rồi. Mấy, con này thoải mái. Thế chú quân không? Con này là con được cả hai cái đây? Được. Được thì nó đỡ ấy. Đúng rồi. Thế là bán 74 à? Có giảm đúng không anh? Đấy là ông của nó thế Apple chốt chắc là bán. Ông đang gọi điện à? Đúng rồi. Ông đang gọi điện cho người ta. Đây, đây chuồng chú này đang làm. Nhà chú là chú buôn bán lợn đấy. Nhà chỗ này là nhiều thật. Đang thả lợn ra. Đấy thế ạ, nhà này nắm tiền. Nhà này giàu, chuồng trại rộng rãi, sạch sẽ. Nuôi như này các cô chú nha, đây lợn bản là như này đây. Đấy. Ngan đây, gà đây. Đấy. Đây là nuôi thủ công đây, không có một cái gọi là cám cái gì, chỉ có rau cỏ. Đây, đây là ăn rất là ngon. Đấy. Lợn này. Thích chưa? Đấy, nuôi như này sạch sẽ lợn nó không bị bệnh. Thầy ạ. Nuôi như này sạch sẽ nó không bị bệnh này. Như kiểu bọn em nuôi kia không có chỗ chuồng trại nó bẩn, nó hay bị bệnh ấy. Thích thật. Ừ.
có thai à, phải hết luôn chứ, chỉ mười cân sạp tiền hả? Ý của tao lúc lu rồi mình leo cây rồi thì mà leo cây rồi. Cái con này to, này bà con vừa như con năm ngoái bà con ăn. Sao bây giờ chú bảo là bán từ mù, không cân nữa, bán con này là bao nhiêu? Bây giờ chú bảo bán từ mù thì không cân nữa chú. Con này á? Ôi trời, không bán được, không mua được, không mua được bán từ mù. Con này bây giờ các chú bán phải theo giá lợn thị trường chứ. Theo giá này con này kiểu gì cứ bảo 7 triệu đấy. Con này anh bảo được bao nhiêu cân? 90 đến 100. Không đến 100 cân. Bây giờ giá thị trường là bao nhiêu? 74. Vâng. Anh nhân lên giá 74 xem nào. Thế thử nhân xem nào. Ăn đảo kia thằng nào. Có tay 90 cân thì cũng phải 7 lần đảo đi. Thế thử nhân lên. Cho thầy nhân lên nào. Cứ 90 đi, cứ 90 cân lên 74. Bằng 6,6 triệu thế. Thế. Đây này bọn em tính thoải mái, con này chưa đến 90 cân luôn. À, chú bán từ mù 8 triệu kia bạn không mua được, mua nó phải đúng giá chứ. Mua 8 triệu thì chết. Mua 8 triệu lợn ngon, lợn da thịt. Đấy rồi. Không, chú bán nên bảo là 74 cân lên thoải mái, bọn em cân giá thoải mái rất là giá rất là cao. Đấy. Cân thịt mổ đàng hoàng. Chứ bây giờ bán từ mùn chứ hơi cao, giá không đúng giá. Vâng, cô chú ạ. Thì sau gần phải 30 phút vào nhà ngồi nói chuyện đàm phán, nhưng mà rốt cuộc là chú đấy bảo là một cân là 75, nhưng mà bây giờ lại không cho cân, lại nhân cân từ mù, sao lại tính ra là 8 triệu. Nói chung là hai anh em nói hết rồi. gạ hết rồi, không được, chắc là từ đưa từ dưới kia lên đấy, dưới kia lên trên này thì có nhìn có trên này thì em thắng cỏ em mấy nhà ta ở không vai này. Ở, không vai đấy, nhưng mà không vai họ cũng bảo là tù mù lại 8 triệu ai mua được. Có này, là có quá, như thế này thì phải có. Đấy thì hôm nay là em Tuyên với em Thầy là đi hết cái khu vực mèo qua kia rồi. Đi hết cái khu vực kia rồi nhá. Rồi. Xong vòng ở trong khu này, đi hết cái vòng trong này rồi. Phi xe máy vòng hết đây rồi. Yeah. Xong người ta giới thiệu cho mà không mua được. Đàm phán nói chung là thì nghỉ một tí đi, em đi đâm tì thì có thế nào thì khám cỏ cho anh cố gắng anh kia cho cố gắng thôi. Chứ là từ từ thôi chứ không thể vội được. Mình thì nên mình cũng tìm cố gắng à. Đúng rồi. Thôi bây giờ thì có lẽ là em Tuyên với em Thề là cũng xin phép được tạm dừng video thôi. Cái công cuộc ngày hôm nay đi tìm lợn thì thất bại. Đúng rồi. Đáng lẽ nhá, nếu mà anh nói thật nhá, nếu mà 74.000 một cân. Vâng. Mua luôn. Vâng. Nhưng mà về sau chú đấy thấy mình nội gọi điện cho người kia ấy. Vâng. Xong rồi chắc lại người kia đòi thêm giá tiền hay sao ấy. Vâng. Chắc là 70 cân thì không cho ăn. Ừ. Chứ là ăn đốt thì phải nả ấy. Ừ. Họ mà ăn họ mà ăn vào thì cũng mà thêm phải được 5-6 cân nữa đấy. Đúng rồi, chắc là cho no thì tím kênh cho thì không cho ăn nó này. Ừ, đấy mình đã làm giá cao, mình đã mua giá cao hơn ở chợ rồi. Ở chợ là bán về 70.000 một cân. Vâng, ở đây ở chắc là ở Mê Vá. Ở Mê Vá đấy. 72, 74. Nó bảo nó có 74 đấy. Đúng rồi, đây 74 chắc là rẻ ở nhàm thì chắc là khách chỗ đế ở chỗ này thì phải 74 gốc khá lái. Đúng rồi. Đấy, nên là mình mua là giá đã thoải mái rồi, nhưng mà vâng. Lúc đấy mà 74.000 bán mình mua luôn. Vâng, vâng. Con này chỉ có hơn gần 7 triệu thôi. Đúng rồi. Đúng nhỉ đâu? Nếu mình nhân với giá 69 chứ. Hôm nay thì 64. 66.
Lo lắm. Vâng. Nếu mình là nhân là giá 74 này với 90.000 à 90 cân. Vâng, đúng rồi. Là được 6 triệu 6. Vâng, vâng. Đó. Nếu mà đợt đấy mà chú đấy mà đồng ý bán là mình mua đấy. Vâng, vâng. Nhưng mà lại về sau đòi 8 triệu thì ai mua được. Cái chất là cao rồi tí, cao tí. Thôi cố gắng tìm. Vâng. Nhá. Anh cũng đang tìm nhưng mà anh bố anh đi câu ở trong chỗ đoạn chỗ mình mua máy sát đá. Đúng rồi. Chỗ cái đường đi bờ sông đầu tiên anh với chú Sử với Xá đi xuống tận bờ sông ấy. Bảo nhà người ta đấy nhưng mà không mua bán được lợn nhưng mà không thể vác lên được. Đúng rồi. Nó đi qua cái rừng ổi kia thì người ta bảo là nuôi ở đây chỉ Tết người ta mổ xong rồi người ta vác lên từng miếng một thôi. Vâng. Chỗ đoạn đấy người ta bố anh đi câu cá ở đấy, bố anh bảo là có nhưng mà không vào mua được. Vâng. Này thôi, này cũng là cố gắng thôi nhá. Bây giờ thì em tuyên với em thề là cũng xin phép được tạm dừng video đây thôi. À, xin chào tất cả quý cô bác anh chị, hẹn tất cả các cô chú anh chị ở những video tiếp theo ạ. Em tuyên xin chào tất cả mọi người.